Come on. Wait till you see the. Wow. Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay Tiên có một vị khách mời rất là đặc biệt đến với channel của Tiên ngày hôm nay. Tôi hùng giống Tiên. Hello mọi người. Trời ơi, hôm nay được YouTubers triệu like. Triệu like vô. Đến với channel của Tiên thì hello mọi người biết, đây là Quỳnh Thi. Quỳnh Thi là Quỳnh Thi. Mày bị đen à? Và có một điều đặc biệt là Quỳnh Thi khủng và giống Tiên, cho nên là thôi, để từ từ mọi người thấy được cái độ khủng của Quỳnh Thi với Tiên như thế nào nha. Lúc đầu mà trước khi mà gặp Quỳnh Thi á là không nghĩ Quỳnh Thi khủng gì đâu. Tại vì thấy trên hình chắc trộn xinh, kiểu hot girl, chắc đều đều, chắc dễ thương á. Xong rồi gặp lần đầu là thôi. Rất là manly nha, rất là giống. Đúng rồi, giống Quỳnh Thi, Quỳnh Thi như con trai vậy. Tới khi gặp Tiên, trời, chị Tiên lạ hỏi tới là đợi chị là để chị nhảy chung thôi đó đúng không? Không, đó là gặp lần đầu là trong club. Là đã tới lắm rồi đó. Tụi mình thấy tới là kiểu như là trời tưởng quen nhau 10 năm. Đúng rồi, đúng rồi đó, trời. Xong rồi cái ủa sen nó nguyên lại vậy. Hai đứa đứng nhảy là sợ. Đúng quá, cười luôn. Ok, thì hôm nay Tiên có một cái video khá là đặc biệt. Đó là một cái video mà Tiên đã hỏi các bạn ở trên Instagram cũng như là Thi có share là sẽ làm một video truth or dare. Thì nếu mà các bạn nào không biết thì đây là một cái trò chơi mà sẽ là sự thật hoặc là bị dare. Có nghĩa là nếu mà các bạn chọn một trong hai thì các bạn bắt buộc phải làm một trong hai. Ví dụ như bây giờ hỏi Thi là nay Thi nhiêu tuổi. Nếu mà Thi trả lời cái đó hoặc là bây giờ nói là Thi đi ra ngoài đường la hét. Đó thì Tiên phải chọn một hai. Trả lời gì vậy? Không biết. Thôi trả lời thiệt đi ha. Trả lời thiệt đi ha mọi người. Đó thì Tiên hỏi là có rất là nhiều các bạn ở trên Instagram đã nhắn cho Tiên. Cho nên là bây giờ Tiên sẽ kiếm một cái câu nào nó hay hay xíu nha. Ok. Truth là lần đầu tiên của Quỳnh Thi. Đó, mệt rồi đó. Là năm bao nhiêu tuổi? Còn Dare là ốc mặt bộ của Quỳnh Thi lên Instagram story. Chết mày. Không được đâu mọi người ơi, ác quá. Không được đâu. Suy nghĩ nha, anh em mấy bạn hỏi nè. Thôi một đâu thôi, chắc em mút mặt bồi quá thôi. Không có được. Chứ là bồi không có chịu. Không, thì đâu. nữa thôi, có chịu. Nữa hả? Thấy ngon. Xíu xíu thôi. Một xíu thôi nha. Trả lời, trả lời, lời. Cái này thôi em phải trả lời. Em phải up mặt anh lên rồi mọi người ơi. Giờ mày up đi cho mọi người chơi nè. Đó rồi. Ác vậy. Muốn nào? Đây, người yêu Quỳnh Thi nè mọi người. Đó rồi. Rồi thôi được rồi nha, xong rồi đó. Thấy rõ luôn rồi. Thấy rõ luôn, quá rõ. Thấy là quá rõ luôn rồi, trời. Thôi tôi đó mọi người ơi. Rồi, xin yêu xả. Không có bé. Nó bì là, cứ bì là tôi phú quốc về lọc em bây giờ. Ok, giỡn em à. Em đang dốc hình của chị lên. Sorry. Mày đi. Ốc lên. Đúng không, vậy mới sợ. Cho mấy bạn coi. Mấy bạn thì sẽ cho mấy bạn coi người yêu cũ của. Coi một cái hình hả? Coi hình. Nhưng mà không có cũ lắm nha. Trời ơi, mày muốn cái thế giới này đó. Hello Shen. Cái này nè Shen. Đưa hình Shen được không? Trời ơi, Shen người bé. Không có được bé. Shen là người yêu của ông xã rồi. Ông xã người yêu Shen hả? Đúng rồi. Mày hôn ai vậy? Em hôn người yêu em. Bắt đầu em giống có Shen rồi đó. Bắt đầu video nào cũng mừng người yêu lên rồi đó nha. Rồi xong. Trời ghê chưa? Chị, ba đồng ý, người ta thấy rõ. Ba đồng ý tuổi gì vậy chị? Tên em... gì, tuổi con gì, hợp hướng nào? Wow. Có người yêu chưa? Trước xưa giờ Quỳnh Thi quen bao nhiêu người rồi? Đe là uống nước tương với lại xì dầu. Nước tương xì dầu phải không? Nước tương với xì dầu nha mọi người. Là nước tương với xì dầu. Nó là uống nước tương. Yeah. Em uống nước tương và xì dầu. Dâu dầu dâu dâu. Nước tương của ca. Em muốn nước tương xì dầu đi. Nước tương của ca. Nói tên ra đâu. Nói tên cũng được. Chị tí cũng được. Nói dùng thì quen có một người. Ôi xạo quá. Ủa thì mày tự nói, mày tự giới thiệu đúng không? Thôi cho em muốn nước tương với lại của ca đi chị. Ok nha. Rồi ok. Khách qua nãy giờ chưa mời nước. Nước. Nước nha mọi người. Đây là của ca. Nó đưa vô chân chị em ơi. Chị uống này luôn nè chị. Trời ơi cái gì vậy chị? Em uống mà không phải em uống đâu. Không có vậy. Mới đầu quá hôm nay bị chỏ. Hình như nhà này không hợp với tôi lắm thì phải. Ok.
trời. Đây chị cho nước tương vô trước đã. Coca không có nước lạnh nữa. Cho Coca nguội đúng không mọi người? Chưa mở tủ lạnh đó em. Đây nha mọi người. Vừa hả chị? Thôi được rồi. Trời ơi thôi. Thôi mà ghi ăn mỗi ngày mà. Mỗi cái này lạ nè. Cái đầu chị mất dây giống em. Thôi chị không có. Trời ơi. Uống hết luôn hả? Vậy sao ta? Em thấy kỳ luôn á. Em thấy kỳ da em luôn á chị. Kệ chín xíu nữa đi. Chó vậy. Cheer. Vô nha mọi người. Cocktail ơi. Cocktail. Thề đỉnh mà. Hay quá. Quỳnh thi. Quỳnh thi mọi người. Bố gì Quỳnh thi nha mọi người. Bố gì Quỳnh thi nha mọi người. Muốn giờ sợ không em chị gọi. Tí nữa em đem đường mắt thì làm nha. Ui cái này hay nè. Cái gì? Mày nữa rồi thôi. Ôi nè cái câu này nè. Chuyện điên đồ nhất chị từng làm. Nói thiệt nha. Đây là chị phải gọi cho Shen nói là chị thích người yêu, chị thích ông xã. Bây giờ sao? Chị nói hay là chị... Hay gọi cho Shen. Sao giờ chị điên đồ giúp chị lấy gì? Thôi gọi cho Shen. Gọi cho Shen thôi. Video này hay. Nhưng mà chúng ta sợ Shen biết không? Hello bé, đang làm gì ạ? Đang nằm nói sao rồi? Không, tao buồn quá, tao muốn gọi thôi. Chị Hương mới gọi hả? Ừ. Tụi mày cười vậy, tao đang khóc nè. Cô sao vậy? Tao buồn. Tại sao? Wait till you see the... Tại sao? Ủa sao vậy? Nhưng mà mày không có được nói là mày không có được nói ai hết nha. Mày hứa đi. Mày nói rồi. Mày không có được buồn tao. Không, mày không có được buồn tao. Chết rồi, sao vậy? Mày đang quay phim con thi đúng không? Chết rồi, giờ 12 giờ tao quay. Đâu sao nó nói từng gì? Nếu bây giờ tôi nói tôi thích ông xã rồi mà. Wow. Thôi mẹ quay phim rồi. Thiệt. Thôi mẹ đi quay. Hay quá. Trời ơi. Diễn viên hay hả? Con bé diễn của tôi bé cái gì mà alo. Tao có, tao khóc á. Không có, chị khóc mày rồi. Em nghe chị cười rồi. Không, nhưng mà sao? Cười đúng không? Nhưng mà sao có tình tao khóc chắc luôn. Mới bắt máy là alo rồi, lại cười rồi. Thấy chưa? Mới alo là alo thấy là alo. Nhưng mà nhìn nè, nhưng mà nhìn nè. Lấy gì? Diễn sâu lên. Dở quá à. Bye bye bé, quay tiếp. Bye bye. Chị nhé, đó ông xã, ông xã nha. Tiếng dở mọi người ơi. Tao, mẹ tưởng nó tin tao mà, tao khóc đó. Không phải tao khóc hết. Cái mày ngồi đó mà tao không đến cười nữa. Cười chết luôn quá trời. Chị Thi có bao giờ ganh tị với ai xong không thích người đó chưa? Hai là D là gọi cho người yêu nói đừng có bật. Trời, không. Không, người yêu biết đang quay phim rồi. Không, nhưng mà mình Thi không có ganh tị với ai hết đó. Em là một, em là em sẽ giống như là, ví dụ em thích quá đúng không? Em sẽ giống như là để người ta giống như là một cái mục tiêu đúng không? Cố gắng chứ. Tính mình thì kiểu con kiểu cũng đàn ông á, người đàn ông không có ganh ghét, không ghen tị với ai đó. Giống giống nhau ha. Đúng rồi. Mình có ganh tị không có được với người ta đâu. Đúng không? Ganh tị là chỉ thấy mình không bằng thôi à. Phấn đấu thôi mọi người, ganh tị gì. Sớm. Ok, chú đúng không? Rồi. Chị có bạn thân là sao? Có đúng không? Giờ gọi có được không? Chắc được. Thấy được đúng không? Bây giờ nha, có cái hỏi tiếp theo á sẽ là mối tình làm cho chị đau khổ nhất, giống như là chị cảm thấy rất là hối hận khi mà bắt đầu mối tình này thì là ai? Đúng rồi, là ai luôn. Phải là ai luôn nha. Thì là ai? Chị tái đầu tiên thôi. Má ơi. Được không? Được rồi, ok đầu thôi nha. Đe á sẽ là gọi điện cho bạn thân hoặc là người yêu cũ. Là hôm nay là tao có một cái điều nói là thử tao giấu trong lòng lâu quá là tao không chịu nổi nữa. Hoặc là người yêu cũ nói là giờ này buồn quá tự nhiên cái nhớ mày. Trời ơi, không phải nhớ mày. Nhớ mày. Nó
chung là ủa em biết chị gọi ai luôn hả? Nãy giờ nói có người và mọi người không có gì nói là vậy là chị sẽ không trả lời câu hỏi này phải không? Không không muốn trả lời, dắt cái tôi làm cái gì nên gọi đó cái gì, hỏi làm gì, hỏi làm gì vậy? Mình bật cười là tôi ngắt mũi bà liền, trời ơi không nín được, chắc tự mình thấy mắc cười quá rồi. Chị thấy mắc cười không? Mày mắc cười. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy là ok hay là không ok vậy? Là ok á, má là nhân khùng á. Tao chửi hay bất khen trời. Chuyện như rồi nhất em từng làm phim tay. Ừ. Thì thấy á là đưa nó coi chứ. Quá đi. Hello. Hello, đang làm cái gì vậy? Mới thức. Trời, giờ mà mới thức á hả? À, không, giờ tao chán quá tao gọi rồi. Anyways, I just wanna say that I really miss you. Ôi, sorry. Đang làm số order đen rồi phải gọi. Hả? Trời ơi, I wake you up with so many surprises. Thôi, ok, bye bye. Bye. Cái này nó bình thường quá chị. Không bình thường đâu. Gọi điện mà I miss you là thấy bình thường rồi. Mày thấy bình thường á? Tao thấy bình thường mày hả? Ủa? Mày thấy nó kiểu what? What the fuck? Nó kiểu gì đó? Mày nghe nó hả? What? Má ơi. Cả nhà ơi. Ok, vậy là đã hết video lần này. Sorry mọi người vì Tiên phải quay bằng điện thoại vì cái máy nó vừa mới hết pin. Cảm ơn Thi đã làm khách mời ngày hôm nay. Chị đã có một khoảng thời gian rất là ngã mạnh. Không biết sao luôn quá trời ơi. Rất là xấu hổ. Nhưng mà Tiên đã rất là vui và cảm ơn Quỳnh Thi rất là nhiều. Và Tiên cũng với Quỳnh Thi cũng đã làm một cái video nhỏ nhỏ trên Quỳnh Thi Up ở đâu? Ừ, Instagram, em post trên Instagram với lại Facebook luôn. Đó, cho nên là mọi người nhớ lên Instagram của Quỳnh Thi và Facebook để coi. Yeah, cảm ơn mọi người. Bye bye.